Biết gì em để ở đâu, mất cho nước rồi. Thấy gì vậy, uống canh luôn. Để đồ đây, nó gọn vô đi. Thôi rồi, nó cắn nó xì ra, nó uống rồi vậy. Giờ sao nó bỏ ra rồi? Đụng chứ, đụng chứ. Lụm cho uống gì được nữa. Ủa, cũng lấy. Nó cắn giờ. Ba cái đậu phộng nè. Chả nhà nhất. Ăn gì vậy?